Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt lại firmware cho Firewall FortiGate. Trong quá trình vận hành thì vì một lý do gì đó như là file OS bị lỗi, format nhầm boot device hoặc bị lỗi trong quá trình upgrade firmware thì Firewall sẽ không boot được. Lúc này trên Firewall chỉ có đèn power là sáng màu xanh, còn các đèn khác đều tắt. Trong các trường hợp này thì chúng ta cần phải cài lại firmware cho Firewall. Tất nhiên là sẽ có nhiều trường hợp khác nhau có cùng trạng thái đèn. Nên nếu như các bạn chỉ thấy đèn power sáng màu xanh, còn đèn status đang tắt thì nghĩa là firewall chưa khởi động được vào OS, còn phần cứng thì vẫn hoạt động bình thường. Nếu đèn power mà sáng màu cam thì chúng ta cần kiểm tra lại nguồn hoặc có lỗi phần cứng. Trong tất cả các trường hợp này thì chúng ta đều cần có dây console để truy cập vào kiểm tra. Ở phía trước của firewall có một cổng ghi chữ console. Đa số các firewall FortiGate đều sử dụng cổng console là cổng RJ45. Do vậy, các bạn có thể mua các cáp console loại đầu RJ45 nhé. Cáp này hầu hết các cửa hàng bán về đồ mạng đều có. Nếu chưa có thì các bạn có thể ra các cửa hàng này để tìm mua. Có hai loại cáp đầu RJ45 chính. Một loại một đầu USB, một đầu RJ45. Còn một loại một đầu RJ45, một đầu RS232 như hình phía dưới. Loại này thì các bạn cần mua thêm cáp chuyển đổi từ RS232 sang USB để cắm vào máy tính nhé. Mình đang sử dụng loại cáp một đầu USB, một đầu RS232 cùng cáp chuyển đổi. Đầu RJ45 các bạn cắm vào firewall. Còn đầu USB cắm vào laptop. Sau khi cắm cáp console, các bạn vào máy tính để kiểm tra xem máy tính đã nhận console chưa. Các bạn có thể tìm kiếm từ khóa Computer Manager cho nhanh. Vào Device Manager, tìm mục Portcom. Như của mình, laptop đang nhận là cổng COM6. Có một số máy tính sẽ có thêm các cổng COM khác ở đây. Các bạn cần tìm đúng loại cổng COM của cáp console nhé. Để chắc chắn không nhầm lẫn thì các bạn có thể rút cáp console trên laptop ra. Cổng COM nào mất thì đó là cổng COM của cáp serial. Mình sẽ rút thử. Của mình chỉ có một cổng COM nên khi rút ra nó sẽ mất luôn cả menu bên ngoài. Mình sẽ cắm lại. Nếu máy tính các bạn cắm lần đầu thì có thể cổng COM sẽ không hiển thị ở đây do chưa có driver. Lúc này sẽ xuất hiện một hardware có biểu tượng dấu hỏi chấm. Các bạn cần download driver theo loại cáp đã mua hoặc sử dụng Windows Update để cài nhé. Sau khi xác định xong cổng COM, các bạn sử dụng phần mềm console để truy cập vào thiết bị. Có khá nhiều loại phần mềm console như là PuTTY, SkillCRT, Mobile Xterm. Các phần mềm SkillCRT, Mobile Xterm thì cần cài crack nên là cũng mất khá nhiều thời gian. Nên nếu các bạn ít sử dụng console thì có thể sử dụng phần mềm PuTTY. Phần mềm này miễn phí và dung lượng chỉ có 1 MB thôi. Các bạn có thể lên mạng download bản Portable về là sử dụng được ngay. Mình đã cài sẵn rồi nên mình sẽ mở PuTTY lên. Trong mục Connection Type, chọn loại là Serial. Sau đó nhập cổng COM vào. Của mình máy tính đang nhận là COM6. Speed thì các bạn để mặc định là 9600. Nhấn Open. Sau khi vào console thì các bạn có thể xem được nguyên nhân firewall không khởi động được lên. Như trong trường hợp của mình thì firewall đang báo không có file firmware do bị format mất, nên mình sẽ cần phải cài đặt lại firmware cho thiết bị. Để cài lại firmware thì các bạn cần phải có file firmware, tuy nhiên để download được firmware thì các bạn cần phải có một thiết bị còn bảo hành. Khi đó chúng ta có thể lấy serial này để đăng ký một tài khoản và download. Việc đăng ký và download thì mình cũng đã có video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể vào YouTube, tìm kiếm từ khóa là giả lập FortiGate trên PNet Lab. Rồi kích vào video đầu tiên. Trong video này thì mình hướng dẫn rất chi tiết cách đăng ký tài khoản, ép thiết bị vào FortiCloud và download. Các bạn tham khảo nhé. Nếu thiết bị đã hết bảo hành hoặc không tạo được tài khoản thì các bạn có thể để lại comment bên dưới bao gồm version và loại thiết bị nhé. Mình sẽ download về và up lên cho các bạn. Ok, thiết bị của mình là 100E nên mình sẽ download firmware cho 100E.
Sau khi đã có file firmware, chúng ta cần cài thêm một TFTP server do FortiGate chỉ hỗ trợ qua TFTP. TFTP thì các bạn có thể sử dụng phần mềm TFTP D32 hoặc SolarWinds TFTP server cũng được. Hai phần mềm này thì đều miễn phí và cài đặt cũng dễ, các bạn có thể download ở trên mạng nhé. Mình cũng đã để link download phần mềm ở dưới mô tả, các bạn có thể vào đó để tải về cho nó nhanh. Mình sẽ sử dụng SolarWinds TFTP. Sau khi cài xong thì sẽ có một phần mềm là TFTP server. Các bạn tìm kiếm từ khóa TFTP và mở phần mềm lên. Vào menu File, Configure. Sau đó chỉnh đường dẫn của thư mục root về thư mục chứa firmware mà các bạn vừa download về. Hoặc các bạn có thể copy file firmware vào thư mục đang hiển thị ở đây cũng được. Tiếp theo các bạn cần tắt hết phần mềm diệt virus và firewall trên máy tính nhé. Do mặc định thì cả hai đều chặn TFTP. Hoặc nếu không muốn tắt thì các bạn có thể tạo một rule cho phép port UDP 69 là được. Mình sẽ tắt đi. Cuối cùng là kết nối dây mạng giữa firewall và laptop. Các bạn sử dụng một dây mạng để kết nối từ cổng BGMT trên firewall vào laptop. Trên laptop mình sẽ đặt IP là 10.0.0.10. Các bạn sử dụng IP không trùng với giải mạng mà mình đang có nhé. Sau khi hoàn tất kết nối, các bạn quay lại phần mềm PuTTY, chờ đến khi trên console hiển thị lại dòng Press any key to display configuration menu thì nhấn phím bất kỳ trên bàn phím. Chúng ta sẽ truy cập được vào boot của FortiGate. Trong menu này thì chúng ta cần thiết lập các thông số TFTP để copy file vào firewall. Đầu tiên các bạn nhấn phím C để cài đặt thông số TFTP. Nhấn phím P để cài đặt port. Nhấn 0 để chọn cổng BGMT. FortiGate cũng chỉ hỗ trợ cổng này thôi. Và vừa nãy chúng ta cũng đã kết nối dây mạng vào cổng BGMT rồi. Nhấn phím D. Sau đó nhấn số 2 để chuyển IP mode sang static. Nhấn Y để đặt IP cho cổng BGMT. IP này cùng giải với IP mà các bạn vừa cấu hình trên máy tính nhé. Mình sẽ đặt IP là 10.0.0.100. Nhấn phím S để cài subnet mask, mặc định là sửa 24 rồi. Do laptop đang kết nối trực tiếp vào firewall nên các bạn có thể bỏ qua phần gateway và VLAN. Nhấn phím T để cài đặt IP của TFTP server. IP này chính là IP của laptop do chúng ta đang cài đặt phần mềm TFTP server trên laptop của mình. Nhấn phím F để nhập tên firmware. Tên firmware thì các bạn có thể đổi cho dễ gõ hoặc copy file name vào cũng được. Để dán nội dung vào, các bạn chỉ cần kích chuột phải là được. Sau khi cài hết các thông số cần thiết, nhấn phím R để xem lại các thông số mà các bạn đã thiết lập. Đây là các thông số mà các bạn vừa thiết lập cho TFTP. Hoặc các bạn có thể nhấn phím N. Sau đó bấm phím 1 để ping đến IP của laptop. Thiết bị báo Host Align là phần kết nối mạng đã thông. Nhấn phím Q để quay lại menu trước. Nhấn tiếp Q để ra menu đầu tiên. Để xem nội dung menu hiện tại, các bạn có thể nhấn phím H. Đây là menu đầu tiên. Phần cấu hình TFTP đã OK thì các bạn nhấn phím T để firewall tiến hành copy firmware vào và cài đặt. Trên màn hình console hiển thị dấu thăng chạy là OK. Còn không thì các bạn cần kiểm tra lại các cấu hình phía trên.
Nhấn D để cài đặt firmware lại thành default. Sau đó nhấn Y để cài đặt. Các bạn chỉ cần chờ đến khi quá trình này xong là chúng ta có thể truy cập được vào file Word. Đăng nhập vào file Word với tài khoản mặc định là admin, password để chống. Nhập password mới cho file Word. Các bạn sử dụng lệnh get system interface để xem IP hiện tại của file Word. IP vẫn đang ở mặc định là 192.168.1.99. Các bạn đổi IP trên laptop về IP cùng giải này. Như vậy là chúng ta có thể truy cập được vào giao diện web của Firewall qua IP mặc định là 192.168.1.99. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt lại firmware cho Firewall FortiGate. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.